Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vàng thế giới đã tăng giá mạnh mẽ năm 2023 và tiếp tục đứng vững ở mức trên 2.300 đô la Mỹ trên ounce trong 2 tháng đầu năm nay. Mới đây nhất, các nhà phân tích tại Citibank cho rằng giá vàng có thể tăng lên mức 3.000 đô la Mỹ trên ounce trong 12 đến 18 tháng. Chia sẻ về yếu tố thúc đẩy giá vàng năm 2024, ông Sao Kai Phan, giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, kiêm giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới cho biết. Hội đồng Vàng Thế giới mới đây cũng đã cập nhật nhu cầu vàng hàng năm, cho thấy cầu mua vàng vẫn rất tốt. Tổng nhu cầu về vàng trong năm 2023, tính cả thị trường OTC và các nguồn dự trữ vàng, đã tăng lên mức kỷ lục cao nhất là 4.899 tấn. Khối Ngân hàng Trung ương duy trì mua vàng với tốc độ chóng mặt. Lượng giao dịch mua vàng thuần của khối này năm 2023 đạt 1.037 tấn, gần đạt mức kỷ lục năm 2022, chỉ ít hơn 45 tấn. Năm 2024, chúng tôi cho rằng khối Ngân hàng Trung ương tiếp tục mua vàng do chính sách tiền tệ có xu hướng nới lỏng ở các quốc gia. Đây là yếu tố thúc đẩy giá vàng thời gian tới. Theo ông Sao Kai Phan, chính sách hạn chế nhập khẩu vàng là nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước chênh lệch lớn với giá vàng thế giới. Tôi biết Thủ tướng Việt Nam đã có chỉ đạo về vấn đề này. Chắc chắn Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc nhiều phương án khác nhau trong sửa đổi nội dung Nghị định 24. Các sửa đổi sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở không làm gián đoạn thị trường vàng. Hiện nhiều chuyên gia, doanh nghiệp hy vọng thị trường vàng tới đây sẽ được tự do hóa hơn. Bất kỳ quy định mới nào cho phép nhập khẩu vàng cũng sẽ giúp kéo giảm khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Khi được phóng viên hỏi việc dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện nay khoảng 100 tỷ đô la Mỹ, tuy đã cải thiện nhiều so với giai đoạn trước, song cũng không phải là quá dồi dào. Việc hy sinh ngoại tệ để nhập khẩu vàng trong bối cảnh chính sách tiền tệ luôn phải dè chừng, với tỷ giá có hợp lý không? Ông Sao Kai Phan cho biết, đương nhiên nhập khẩu vàng sẽ có tác động nhất định tới kinh tế vĩ mô, song vị thế dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Điều quan trọng nhất, như chúng ta thấy, ngay cả khi Việt Nam đang quản lý nhập khẩu vàng chính ngạch rất chặt chẽ, thì nhu cầu vàng trong nước vẫn rất mạnh mẽ và vẫn đang được đáp ứng bởi nguồn vàng đến từ đâu đó. Nếu không phải từ nguồn chính thức, thì sẽ là nguồn phi chính thức. Vì vậy, sửa đổi Nghị định 24 một cách phù hợp sẽ giúp chính phủ quản lý được nguồn vàng chính thức. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc nếu Việt Nam cho phép tự do nhập khẩu vàng, liệu văn hóa nền kinh tế có quay lại như giai đoạn trước? Ông Sao Kai Phan cho biết, tôi nghĩ văn hóa không còn là mối lo ngại của Việt Nam do vị thế kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay đã khác rất nhiều 15 năm trước. Điều quan trọng là Việt Nam cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì lòng tin vào đồng nội tệ. Chừng nào nền kinh tế vẫn tăng trưởng, đồng nội tệ vẫn ổn định thì sẽ không có nguy cơ văn hóa. Trả lời câu hỏi, nên quản lý thị trường vàng theo hướng nào để vừa không phải nhập khẩu quá nhiều vàng vật chất mà vẫn đảm bảo ổn định thị trường vàng? Ông Sao Kai Phan chia sẻ, nhìn ra thế giới chúng ta thấy nhiều quốc gia quản lý thị trường vàng rất tốt bằng cách biến vàng là sản phẩm tài chính chứ không phải chỉ trao đổi vàng vật chất. Việt Nam cũng có thể học hỏi mô hình quản lý thị trường vàng của một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là các nước chủ yếu nhập khẩu vàng, không sản xuất vàng, song vẫn đáp ứng tốt nhu cầu vàng nội địa. Ông Sao Kai Phan chia sẻ, đúng là trước khi Nghị định 24 ra đời, hoạt động của một số sàn vàng chui đã gây ra hệ lụy lớn cho nền kinh tế. Hoạt động đầu cơ vàng qua các sàn này khiến các cơ quan quản lý lo ngại. Tuy nhiên, một khi coi vàng là sản phẩm tài chính, thì sẽ có nhiều cách khác nhau để quản lý. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển về việc coi vàng như sản phẩm tài chính có thể dẫn tới hành vi đầu cơ nào để từ đó nhận diện, đưa ra các giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro, vận hành thị trường vàng hiệu quả. Đánh giá tiềm năng tăng trưởng thị trường vàng Việt Nam năm 2024, ông Sao Kai Phan cho biết, năm 2023, nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam nói chung giảm nhẹ, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, từ 59,1 tấn năm 2022 xuống còn 55,5 tấn. Trong đó, cầu vàng miếng và vàng xu giảm nhẹ 2%, cầu vàng trang sức giảm 16%. Đầu tư vàng của Việt Nam có sự cải thiện trong quý 4 năm 2023, khi các nhà đầu tư hưởng ứng sự điều chỉnh giá. Tuy nhiên, nhu cầu tăng và sự lựa chọn đầu tư vàng bị hạn chế đã dẫn đến mức chênh lệch đáng kể đối với vàng miếng SJC. Tôi cho rằng thời gian tới, tiềm năng tăng trưởng của thị trường vàng Việt Nam vẫn còn rất lớn nhờ mức độ giàu có của người dân tăng theo, cộng thêm yếu tố thuận lợi về nhân khẩu học. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé.
Xoay quanh thị trường vàng trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Năm 2023 là năm chứng kiến nhu cầu vàng của thế giới chạm mức cao kỷ lục. Theo thống kê từ Hội đồng Vàng Thế giới WGC, tổng giao dịch vàng toàn cầu đạt 4.899 tấn trong năm ngoái, tăng 3,1% so với mức 4.741 tấn vào năm 2022. Đây cũng là năm thứ hai lượng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vượt mức 1.000 tấn. Trong năm ngoái, các ngân hàng trung ương đã mua ròng vàng nhiều thứ hai trong lịch sử, đạt hơn 1.037 tấn, chỉ kém một chút so với lượng mua ròng kỷ lục vào năm 2022. Nhờ đó, lượng dự trữ vàng của nhiều quốc gia trên thế giới cũng tăng mạnh. Hiện tại, gần 20% tổng số vàng được khai thác trên thế giới nằm trong tay của các ngân hàng trung ương. Dựa trên dữ liệu từ ngân hàng trung ương các nước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chi nhánh San Luis, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB và Hội đồng Vàng Thế giới WGC. Tính tới tháng 9 năm 2023, 7 quốc gia trong top 11 quốc gia dự trữ vàng nhiều nhất thế giới đều là những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong đó, Mỹ là nước có dự trữ vàng lớn nhất thế giới với 8.133 tấn được cất giữ tại 12 chi nhánh của Fed trên cả nước. Đứng thứ hai là Đức với 3.353 tấn. Nga và Trung Quốc cũng lọt top 6 nước dự trữ vàng lớn nhất, đồng thời cũng là hai nước mua nhiều vàng nhất thế giới trong hai thập kỷ qua. Đứng cuối cùng trong danh sách 11 quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất thế giới là Thổ Nhĩ Kỳ với 479 tấn. Con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ CBRT đang tập trung vào tăng dự trữ vàng sau khi áp dụng các chính sách kinh tế mới. Phần lớn dự trữ vàng của các nước trên thế giới được cất trữ ở nhiều địa điểm khác nhau, như kho chứa của Ngân hàng Trung ương và kho chứa tư nhân. Trên thực tế, các quốc gia có nhiều lý do để tăng dự trữ vàng. Đầu tiên, đây là kênh lưu trữ giá trị ổn định và đáng tin cậy, nhất là trong giai đoạn tình hình tài chính, địa chính trị bất ổn. Năm 2023, trong bối cảnh Mỹ liên tục tăng lãi suất và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn trên toàn cầu, vàng đã một lần nữa cho thấy sức mạnh kênh trú ẩn an toàn của mình. Ngoài ra, một số quốc gia như Nga, Trung Quốc dự trữ vàng để giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, từ đó nâng cao vị thế của đồng nội tệ. Đồng thời, dự trữ vàng còn giúp các nước đa dạng hóa danh mục tài sản quốc gia. Nhu cầu dự trữ vàng tăng kéo theo sức mua của các ngân hàng trung ương tăng đã tác động mạnh mẽ lên giá vàng. Khi thấy ngân hàng trung ương mạnh tay mua vàng, các nhà đầu tư cá nhân cũng quan tâm tới vàng hơn. Trong tháng 12 năm 2023, giá vàng thế giới lập kỷ lục mọi thời đại, đạt trên mức 2.100 đô la Mỹ trên ounce. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân cùng ồ ạt mua vàng, nhu cầu tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương đã góp 15% vào mức tăng của giá vàng trong năm 2023, WGC nhận định. Theo ông Akash Doshi, trưởng bộ phận phân tích hàng hóa Bắc Mỹ tại ngân hàng Citi, nếu lượng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đạt mức 2.000 tấn, giá vàng có thể sẽ tăng lên 3.000 đô la Mỹ trên ounce. Thậm chí các chuyên gia của CNBC còn cho rằng, với đà tăng hiện tại, thời điểm giá vàng cán mốc 5.000 đô la Mỹ trên ounce không còn xa, tức tăng khoảng 146% so với giá hiện nay. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!